ngày 25 tháng 7 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Cùng thời gian này tại hội trường Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh và quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam theo nghi thức quốc tang. Trong niềm xúc động tiếc thương sâu sắc, từ sáng sớm, các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ ban ngành, cán bộ chiến sĩ, các lực lượng vũ trang cùng đông đảo tầng lớp nhân dân thủ đô và nhiều tỉnh thành phố trong cả nước đã tập trung tại khu vực nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội dự lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhà lãnh đạo đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Tại nhà tang lễ quốc gia, lễ viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cử hành trong không khí trang nghiêm xúc động. Quàn tại vị trí trang trọng nhất, chính giữa đài lễ, linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được phủ quốc kỳ đỏ thắm. Trên lễ đài là quốc kỳ viền dải băng đen, nổi bật dòng chữ vô cùng thân thiết đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và di ảnh của đồng chí. Trong nền nhạc trầm buồn Hồn Tử Sĩ, đúng 7 giờ, lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cử hành trọng thể. Với lòng tiếc thương vô hạn, đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam làm trưởng đoàn, vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chia buồn cùng gia đình. Đoàn Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn. Đoàn Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước làm trưởng đoàn. Đoàn Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn. Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn, vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chia buồn cùng gia quyến. Tới viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Nguyễn Phú Trọng còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Dương Đình Huệ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đi vòng quanh linh cữu, xúc động vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, một tấm gương sáng ngời về học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, người đảng viên cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Hiện thân đầy đủ phẩm chất, tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới. Với niềm tiếc thương vô hạn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi sổ tang vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người con yêu quý của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, in đậm trong lòng nhân dân, mãi mãi lưu danh trong lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, văn hiến và anh hùng. Trong sáng ngày 25 tháng 7, nhiều đoàn đại biểu quốc tế, các bộ ban ngành các tỉnh thành phố cả nước vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chia buồn cùng gia đình. Cùng thời điểm này, lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể tại hội trường Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh và tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại hội trường Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh, nhiều đoàn đại biểu các bộ ban ngành đoàn thể và các địa phương khu vực phía Nam, các tầng lớp nhân dân đã vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn. Tại điểm cầu hội trường Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại hội trường nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các ban ngành đoàn thể tại địa phương và đông đảo nhân dân đã đến viếng bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người con ưu tú của quê hương Đông Hội.
Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu từ 7 giờ 0 phút đến 22 giờ 0 phút ngày 25 tháng 7 năm 2024 và từ 7 giờ 0 phút đến 13 giờ 0 phút ngày 26 tháng 7 năm 2024.